Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, tại thôn 3 xã Gia Đan, huyện Gia Đà Đa Rai, đã xảy ra một vụ cháy nhà của người dân. May mắn không có thiệt hại về người. Thời điểm người dân phát hiện, căn nhà của anh Hà Văn Dũng đang bốc cháy. Lúc này, hai vợ chồng anh Dũng đang đi cạo mù cao su. Trong nhà có hai chị em là con của anh Dũng đã kịp chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức dập đám cháy tuy nhiên thời điểm phát hiện đám cháy đã lan rộng nên ngôi nhà đã bị cháy hoàn toàn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập ổ điện nên xảy ra cháy